Rồi, ngày mới, vợ chồng mới chào cả nhà nghe. Chào cả nhà. Mình đang nhóm lửa nè, chuẩn bị nấu nồi cơm. Vợ mình thì đã vo gạo xong rồi. Hôm nay vợ chồng mình nấu cơm nhưng mà không phải cơm bình thường. Tức là không phải bình thường là vậy. Mình nấu cơm xong rồi mình sẽ làm cơm cuộn. Đó. Thì hôm nay mình có rước con gái của mình về chơi. Cho nên làm cơm cuộn ấy để mình ăn với lại cho mấy con cháu mình ăn luôn, nói chung cho nó vui. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Cái món này thì không phải gì, từ hồi đó tới giờ mình chưa có làm món này lần nào hết. Hồi đó giờ không biết làm món này. Thấy ở ngoài có bán nhưng mà chưa có làm lần nào hết. Con gái gợi ý nha, gợi ý là tới. Này là con gái của mình gợi ý. Mình gọi cho con gái mình, gái mình hỏi con về cha chơi ha. Về cha đi ăn gì cho làm cha ăn. Cái gái mình nói cơm cuộn đi cha ơi. Cơm cuộn thì hồi trước lâu rồi mình có cũng có ghé mua cho con gái mình ăn một lần. Cách đây chắc cũng mấy năm rồi đó. Cơm cuộn này là kêu mặn gì em? Cơm cuộn Hàn Quốc hả? Cơm cuộn rong biển Hàn Quốc. À, cơm cuộn rong biển. Đó, cơm cuộn này có những thứ đơn giản thôi. Tức là đầu tiên thì có bịch rong biển đây. Đó. Rong biển ha, với lại củ cà rốt. À, đậu đũa, xúc xích nè. Dưa leo. Để bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ngoài vườn chuồng gà. Mình lấy mấy cái trứng vịt vô để hồi giờ mình chiên luôn. Đây, vịt của mình để được 4 trứng nè. Giờ lượm 4 trứng vịt này vô hết luôn. Còn bên đây là con gà nó đang đẻ. Nó đẻ được 6 trứng rồi, chưa có ấp. Cái món này tính ra làm lẻ em. Chỉ nấu cơm với lại luộc củ với lại chiên trứng nè là xong rồi. Ăn cà dưa leo mình chỉ luộc đậu với củ cà rốt thôi. Còn dưa leo là mình để sống cuốn luôn với xúc xích đúng không em? Là bỏ muối với đường cho nó giữ cái màu lại phải không? Đường là giữ màu, còn muối là cho nó mặn mặn hả? Ý là nói chung lại muốn cho nó nói chung cho màu đẹp đó, nó không có mà hồi chút mình để hơi lâu chút xíu nó màu sậm lại nó. Thôi giờ đã là ớt cho mình luộc nước chấm, mình chấm hơi thôi. Giờ mình đặt trứng mình quậy cho nó đều lên hồng chi. Chồng bỏ quá chừng nha. Chị 4 trứng đủ ha. 4 trứng. Đó, mình nêm tí đồ nêm vô cho nó vừa ăn luôn. Rồi mình chiên. Bảy điều đó. Đó, gấp đậu gà bỏ vô kho đá. Đó, gấp đậu gà. Ngâm đá. Ngâm nước đá cho nó giữ màu. Rồi, cà rốt chín luôn rồi mình gấp ra luôn. Cà rốt. Trời, sợ nó gãy quá. Sợ con cái gãy rồi. Đó là cơm của mình chín rồi. Chín vậy em, thấy khô, khô nhão gì không? Gạo thơm nha, cái này mình là xài gạo thơm. Gạo thơm, dẻo. Đó. Em nhắc ra luôn để cho nó nguội em ơi. Bên đây thì bắt cái chảo để cho nóng để cho tàu mình chiên nè. Hả? Này cái trứng vịt của mình chiên vừa chín đó nè. Giờ sẽ cho ra ngoài
cái dĩa, dĩa chà bá. Rồi nhắc ra đi, nơi khác. Đây mấy cái đồ để chuẩn bị mình làm cơm cuộn nè. Hột vịt thì đã chiên, vợ mình đã chiên xong rồi. Và những thứ cần thiết mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng với con mình với lại mấy đứa cháu cuốn cuộn lại. Bưng nồi cơm ở đây con ơi. Còn đây là nồi cơm, gạo này là gạo thơm dẻo, phối lên nghi ngút. Và đó là bên đây là một cái chai sốt mayonnaise. Và một chai tương ớt và kim chi nữa, nói chung ăn kèm vô. Rồi, mình cắt chân vịt ra. Đó, bây giờ mình sẽ cắt cái chân vịt này ra. Cả nhà thấy chân vịt này giống như cái bánh xèo không? Chú. Đó. Ăn thấy phái rồi. Chân vịt này như cái bánh xèo á. Ừ. Chưa? Để vào đây. Đó, để nguyên cây dài luôn. Action. Action hả? Đây, là con biển. Bây giờ mình sẽ lấy ra một miếng nè. Lấy một bịch luôn cái miếng gì. Chà, cái chuyện nó gãy nha. Nó gãy. Đây. Chỉ là một miếng bé bé vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ có cái bề láng với cái bề. Đây, để bề láng nằm dưới nè. Giờ mình chát cơm lên. Sao trời ơi, coi bảy nè con. Coi mà hỏi nè. Coi nè mà học nha. Cái điều ra. Lấy đâu đũa con, lấy đũa để gấp nhưng để là mình sẽ làm trước một cuốn đầu tiên. Con nhìn nha, con với chị nhìn nha, cuốn thứ hai, thứ ba hai chị em con tự làm đi ha. Dạy quá mà. Trời hồn mấy. Rồi. Dạy. Vậy không? Vậy, vậy. Vậy rồi hả? Bớt nhiều cơm đó bạn. Bớt lại. Có gì đâu. Bớt là được mà. Thì con có nói gì đâu, cũng được. Chán chung dữ quá. Đói không? Gì nữa. Rồi ha. Mình đổ gì vô trước ta? Gì cũng được. Đói nước luôn. À. Đậu. Hai trái đậu ha. Hai trái đậu nè. Miếng trứng. Miếng trứng hai miếng trứng. Miếng hai. Hồi cuốn miếng cuốn không hết. Một miếng trứng. Củ cải. Hai củ cải luôn hả? Hai củ thôi. Củ rồi. Củ ha. Củ leo nè. Xúc xích nữa nè. Vậy ha. Bắt đầu mình cuộn nha. Xây chở lại được. Nâng niu như trứng. Chà. Chà. Mấy chục năm mà. Tại vì đó giờ cháu đâu có làm món này. Dính rồi, dính rồi. Tôi cần le lưỡi liếm cái không ta? Đây. Cuộn đầu lại. Thôi mình cắt cái đầu. Đúng không? Khỏi tém. Khỏi tém hả? Thôi cắt cái đầu. Đâu rồi, cái xỉa của cha đâu rồi? Chị, đem cái xỉa qua đó chưa? Xỉa cha phơi tàu lá chuối đó, bưng miếng xỉa đây con. Đang để cuộn cơm lên đây. Vậy là xong một cái cuộn cơm cuộn rong biển của mình. Nè, tụi con thấy thấy kỹ chưa? Chưa. Chưa hả? Cần làm lại cuốn nữa cho coi không? Không. Thôi bảy làm hết đi tụi con, đang ngồi câu rồi.
Ôi, rồi, xong rồi đó hả? Bây giờ làm thêm một cuốn nữa ha. Thấy cuộn đã tay quá. Đây, bây giờ mình sẽ làm tiếp tục một cuốn nữa. Mặt láng này mà. Còn lộn. Em ra em la cái làm khớp chân. Mới cho con ngủ xong, phải vô dạ. Nó nè, dạ. Nè, cái cuốn này cho em làm đây nè. Để anh chỉ cho nè. Thôi làm đi em đưa con, ai đưa con nào? Thắng, Thắng vô chậm đưa đi Thắng. Đúng rồi, đưa em vô bẫy rồi con. Con ngồi đó con đưa vậy, nha. Ừ. Đây, cùng làm cho nó vui. Thắng không làm này được rồi. Rửa tay trước khi làm, rửa tay sạch sẽ. Sao? Hồi nãy anh chụm nước sâu luôn rồi đó. Ủa cái hộp dịch này sao còn dưới đây? Tại còn dưới đó. Gì vậy? Anh Dũng. Cái đám thóc bự kìa con, nó quên cái cuốn không? Cái đám thóc bự nè. Ừ, ném thóc bự ra luôn đi. Làm đi. Mà cái đó nó khô mà, cái đó mình phát rồi tội sáng mà bây giờ nó khô mình xài được không? Không có sao đâu, xài được. Vậy được chứ con? Dưới dưới đây nữa. Chừa lại cái phần đầu con. Nhưng mà chút xíu nữa. Chút nữa hả? Cơm ít quá vậy anh? Hồi nãy nó dày rồi anh lặn ra bớt rồi đó. Trời ơi đổ rồi. Rồi, được chưa? Ok. Nè, ha. Ok. Rồi, ok. Nè. Anh đi làm luôn đi. Sớm nhà làm. Đâu có. Nè. À, rồi đó làm đi. Làm đi. Rồi em quay. Đó. Sắp lên y như hồi nãy giờ làm vậy đó. Y vậy. Ừ. Trời cha làm mẫu luôn rồi đó hả? Ừ. Cơm anh ấy sẵn rồi đó. Cô con là cái thớt này con làm được rồi. Con vô con lấy cái tấm mượn chính cái tấm thớt này. Không có thớt. Đâu cạnh đâu. Cái xỉa. Ờ cái xỉa cũng được, cái xỉa đâu? Xỉa đang để cùng cơm mình nè. Ghê không? Cái này nó hơi dài rồi. Không sao, đại đi. Rồi cắt cái hút nó ra. Anh bỏ 2 cộng hay 1 cộng vậy? Đâu đùa, nãy để 2 cộng đó. 2 cộng nè. Này con, cơm nè. Đó. Rồi tới chị Nhi. Đó. Nào. Đó, anh mấy con. Thử đi, trải nghiệm. Hồi đó giờ lần đầu tiên làm này luôn. Trời ơi, cứ cãi anh thấy con cũ được rồi. Cũ được rồi hả? Biết không tới chạy. Làm hay. Lấy thêm muỗng. Ừ. Đấy nè. Đó. Nó tạo cơ hội cho làm. Nè, con đừng chồm đổ nước mắm. Con đừng có chồm đổ nước mắm. Dẹo, dẹo. Nước mắm là ừ, chắc vậy luôn đó hả? Sao? Dư đại đi còn cắt cái đầu bỏ không sao đâu. Đó. Hộp dịch 2 miếng đi. Dư không? Sao cũng được trên á. Để em cuốn thôi. Ông ơi miếng rồi ông ơi. Nhiều quá. Ừ đúng rồi. Thà. Đúng rồi. Rồi cuốn đi. Ông có điếm cái này nhiều không? Nhiều không? Không có điếm. Không điếm được nhiều miếng nữa. Chắc chục miếng đó lại gì. Không hơn đâu mà. À. Đúng rồi nó quéo lại. Cơm nóng nó quéo hả? Đúng rồi. Bánh ra, bánh bánh ra. Làm rồi chút chất thôi mình. Đây, cuốn này là vợ của mình làm đầu tiên luôn đó nè. Mình thì làm hết một cuộn rồi. Món này ăn khi bằng làm là nhanh gọn lẹ luôn. Bơ quy, đưa cho gì không biết nữa con. Đũa hả? Có giờ đũa hả nè? Mặt đá luôn này. Trời, hai cha con mình làm đẹp quá trời vậy baby. Thầm đi vô Nhi ơi. Cháu đi chưa? À, cái gì quên này. Cái món này á ăn rất là tiện, thêm một cái là mấy bé thích mấy cái món này lắm nè, tại cuốn cuốn á nó có xúc xích đâu. No. Mà ăn no chứ cơm mà. À, đậu, à, cà rốt, à, trứng vịt, trời xúc xích. À, bắt đầu cuốn vô. Chú anh mày con dao bé thật bé nha. Đúng rồi. Sắp
Đúng rồi. Còn dư miếng cơm ra nè. Đây, cái cuốn bên đây, con gái mình cuốn nó hoàn thành rồi nè. Đó. Để hồi cái nó nguội xuống, nó dẻ xuống đầu cắt ra. Đây, cơm cuộn của mình thì sau khi nãy giờ cuốn thì được 10 cuộn. Cái bịch rong biển nó là 20g. Là được 10 miếng nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắt ra từng phanh từng phanh. Dạ, không bán rồi nha. Chờ cái dao anh mày, dao không bán em. Nghe lỗ nha. Thôi kêu lỗ hồi nhỏ no, sao nhỏ ăn. Chơi kỳ quá. Đó, giờ mình cắt từng phanh ra. Thành công anh ơi. Đó, cuộn cơm của mình đã thành công rồi. Xúc xích có ha. Rau củ có ha. Đây giờ mình sắp vô một cái xìa nè. Đó, cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không? À chưa gỡ ra không nghe mùi phải rồi. Cái gì? À cái sốt đó hả? Nhật Bản nha. Có mấy cuộn cơm không mà đổi tới nãy giờ cả chục tay. Cuộn này của ai mà cũng đẹp dữ trời. Cuộn của anh đầu tiên luôn. Trời ơi. Thì các con coi nè, đẹp chứ mà hơn cái chữ đẹp nữa. Trời cắt không hằng bỏ cái hổng hằng bỏ cái gì ra luôn hả? Trời nó đẹp mà, điệu chứ. Tư đi ngủ à. Kỳ vậy? Ngủ ngon lành luôn. Còn lấy nước chế lỗ mũi. Không, con bất động tác con nói lỗ mũi. Tư. Ai sẽ vì em làm thơ tình ai? Nguyên. Rồi à. Chứ nào em? Mười. Chị ăn không có đi, chị ăn rồi chứ ăn cái vô đó. Thử biết đi, thử biết đi. Thử hả? Miếng này chảy nước giải không? Chị chị. Cô ăn từng ớt hay từng cà vô trong lấy từng cà ngoài này không có từng cà. Ăn bao nhiêu này à? Ăn đó hả? Ăn như xịt nhiêu đi bé. Chúc hả? Chúc hả? Chúc ăn trong giấy vui. Đó bây giờ mình xịt cái này kêu bằng cái gì con? Mayonnaise hả? Ủa có mở cái trong ra chưa ta? Ừ chắc chưa mở hả con? Kim chi nè. Đó. Đây thế là xong cái phần cơm cuộn của mình nha. Bây giờ chúng ta thưởng thức thôi. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Rồi xin mời cả nhà cùng ăn cơm cuộn trong biển với gia đình mình nha. Đây, xin mời cả nhà. Rồi, thưởng thức thế nào? Xin mời. Bây giờ mình chấm một miếng sốt mayonnaise tại tương ớt. Bên là chấm tương ớt, bên là mayonnaise nha. Mời cả nhà nè. Nó béo béo. Đặc biệt mình có kèm thêm một miếng kim chi nữa. Đây. Sao? Ngon mấy con? Ngon. Ngon cái nào? Hôm nay cũng ăn cơm mà đổi món cơm cuộn. Bắt ra. Đây. Ngủ có chút xíu vậy à cả nhà. Em ăn đi. Cái này nó gì nó nằm lâu lắm mà không có đặng. Ừ, biết bao lâu rồi. Các vị nhớ không con? Trời, nhớ hết trơn á. Nhớ lên là tao không nhắc nữa. Ngon quá chị thôi. Ừ. Thôi vô nồi nằm đi con ơi. Ngon không? Im ha. Nó có cái mùi rong biển á, nó thơm. Từng cái là xúc xích nè với cái cà rốt với cái đậu đũa nó giòn, cơm thì nó dẻo mà gạo thơm nữa, thơm nữa, vừa dẻo vừa thơm, chấm cái sách mayonnaise thì nó béo, kèm miếng kim chi nó chua chua nữa, trời ơi nó ngon. Đó,
hết chi chi rồi đó. Em vô em dỗ con ngủ lại. Âu ơ chi dầu cầu giang đông đinh, cầu che lắc lẻo gặp đình, khó đi khó đi mẹ dắt con đi, con đi không được thì mẹ đi một mình. Nó canh biết à? Thôi ăn đi, đút gì mà đút. Vậy mà nó bán một thằng như 30 ngàn. Ủa con đói bụng chưa? Đói rồi. Ngon quá đây. Ngon quá Quyền. Con ăn còn có 5 miếng. Ăn đi con. Con ăn đi. Ngon không ngon? Ngon. Bé Quyền thì không có ăn củ cà rốt với lại dưa leo nè, với đậu đũa, ba món đó, thì cho nên chỉ cuốn xúc xích, trứng vịt không? Với cơm. Cơm. Cơm hả? Lạ miệng ha. Hồi sáng trong cụ mà nghe được kem cụ. Kem cụ Thái Lan. Vì vì có kem nữa. Có kem cụ Thái Lan đó, ăn rồi. Mà chưa được ăn bữa nay phải không? Chưa đâu, để đủ mặt báo quan hết. Con cá tần 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 này. Bé Quyền có tự thôi. Thêm ẩm này ăn mấy ngày. Ăn đi em, ăn đi, ăn sẽ xong luôn đi. Ôi ơi, nó quơ, nó chụp cái canh dây luôn nè. Nó quơ, nó hốt liền à. Nó thấy nè, bẻ lá luôn nè, bứt lá luôn nè, mới ghê chứ. Cái sốt này nè, lâu rồi lá gì đâu, nó phải ăn lại. Ăn nhẹ thôi mà thịt không ăn. Món ngon quá. Còn hai cục. Còn hai cục hả? Giỏi vậy ta. Hai cục. Chia nhau cho ăn hết nha, ăn hết dẹp luôn nha. Đây, mời cả nhà nè. Có kim chi ăn ngon. Kèm chung vô á. Ăn nó món ngán. Chạm răng chứ. Bây giờ cho 7 đi. Dạ hả? Đây. Ngon quá. Vậy mày cầm hết 6 nha. Đến thân trời. Còn cục cuối cùng. Có còn gì? Kèm kim chi luôn ha. Này để vô luôn con. Rồi cảm ơn con. Mời cả nhà, giàu có ăn nghèo chịu là vấn đề này nè. Ăn hết xong cục cơm này thì thôi. Video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Không thấy mặt con không thấy ba được. Không chìa tay ra thôi. Đúng. Rất ngon.